Christy, săn quà cực chất, săn ngay thôi. Ừ, cái con này. Chào bác đi con. Hôm nay nhà mình có phúc lắm, mới được tổng giám đốc đến chơi đấy. Chào bác. Chào cháu nha. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. Giờ chơi rồi, Fisty thôi. Uống sữa đi con gái. Lại có chuyện gì thế bố? Cái bạn Nam lúc nãy bố nghe nói là cùng trường với con đấy. Có gì đến trường nhớ làm thân với bạn đấy nhá. Nhà giàu lắm ấy. Đi ra ngoài đi. Thế bố ra ngoài cho con chơi game nhá. Uống Fisty đi. Công ty nhà bạn đấy đấy. Nhà giàu lắm. Lối đi học trễ, uống trà sữa, bóc nhuộm ghi nhanh vào. Yến Dương 10A trên tầng 3, con thắc mắc chi không? À con vứt rác không hợp tác, sao đó ghi hết nha. Là sao giúp tôi con xe này vô, vậy nhé ông. Nếu như mà bố đã nhờ con gây dựng mối quan hệ, vậy thì con sẽ cho cậu ta sống không yên ở trường. Nhưng đừng có trách tôi không nhẹ tay, hãy tự trách thân sao lại dây đến tôi. Có lọc Fisty mới này, bọn em muốn cho chị. Thứ lỗi em không biết gì, vậy nên mới gây sự. Từ nay bọn em muốn xin vào nhóm đi theo ba chị. Chị hãy đồng ý, phận duyên đâu mấy khi. Nếu muốn đi theo cũng được, nhưng trước hết trong trường có mấy thanh niên lắm chuyện, chị đây thấy hơi phiền. Đầu tiên chị muốn mấy em giải quyết cho xong chuyện này. Dạ chung em đi ngay. Có ổn không? Sao vậy ông? Tôi xì bánh xe rồi. Cách đây vài cây, hơi bị may, không có chỗ bơm xe. Lần này nó dắt, chắc lòi mắt. Sao mà ông ác ôn? Thế nó mới ngoan, tôi thay chỉ tôi dạy nó khôn. Ở đây xe của ai? Xe của ai? Xe thầy giáo giám thị. Còn ông chất thế, tôi còn mê, dám dạy khôn cả thầy. Chúc mừng ông đã quay ngay vào ô, lên phòng uống thôi ly chè tươi với cô. Ôi cái xe sao thế này, thằng nào đã ra tay. Lão quá không thể chấp nhận, rồi xe biết tay thầy. Thầy ơi bọn em lỡ ngu dại tháo hơi xe của thầy. Thầy hãy vị tha mình như con với cha. Đến mấy con hư thế này, người dạy dỗ như cha. Chắc chắn không tha thứ được, người đời sẽ xem thường. Tình yêu cha con bấy lâu nay vẫn cho roi và non. Thầy rất thương hai con.
cay cay, chị à em đây quá cay. Cay giói to như cột đinh mà bị thầy phang như máy xay. Bao hôm nằm vùng tính kê mất công, thế nhưng hôm nay lại bị nghiệp quật cả hai cho nát mông. Đừng khóc nữa em à, tính tiếp đi mà. Chẳng nhẽ mây đưa lại phải thất bại vậy sao? Chúng ta đông mà, uống nước đi nào, rồi sẽ có cách tiếp mà. Wow, cái bình đựng nước phán sang, uống được thôi mà thật là sang. Uống Fizzy chung đây em ạ, mới chung thêm ba lô nữa nè, còn thêm bao nhiêu là quà. Phía kia có chuyện gì thế mấy đứa? Ồ, chúng nó đang giật đồ thăng quân. Mấy đứa kia trong phim em ạ, chúng nó không liên quan đâu ạ, vậy sao ngang nhiên làm cả. Đứng im hai thằng ngựa non háu đá, vô lao ghê giật đồ cơ. Tuyên bố cho hai mày, không có ai xung quanh khu này, chứ tao được bắt nạt Tuấn. Mày dám ăn hiếp tao, có gan làm một cuộc hẹn vào chiều ngày mai cho biết nhau. Anh tao chẳng để yên như thế đâu, cứ yên tâm đi bọn mày mà gặp thì răng môi lẫn nhau. Sợ quá mấy em mà, thóc đi trêu gà. Ok luôn mày, hẹn đúng ngay chiều mai. Nói với anh mày, chớ có trốn chạy, giờ cho 3 giây biến mày. Tính sao bây giờ chị ơi khó đây, thấy bất an giờ làm sao đây. Mấy đứa không nên lo cho chị, mấy đứa cũng đâu liên quan gì, chiều mai chị đi một mình. Anh Tào á? Anh Tào đến rồi kia kìa. Có phải bà thích tôi rồi đúng không? Come on over, let's pick up where we left off. You and I had lots of love just to top it off. We can wind it down for days, never let it stop. I just want your everything, baby. Chị ơi, bọn em là guilty này. Drink it from your bottle, baby. Calling it wasted love, wasted love. I can't get enough of my baby. Này, xe đã phát sáng rồi. Ai chà, xe của ai mà đẹp thế nhở?
của tớ ấy, bảo bối Christy ấy, săn không phải dễ đâu. Ừ, thì không phải đi mua về à? Chứ còn gì nữa, cũng là chẳng biết gì về điện cả. Thì tớ chỉ cho, cho tớ mạng lớp Christy đi. Giờ chơi rồi, săn bảo bối Christy thôi. Nha, sau khi bóc lớp màng bọc ra, sẽ có một mã săn bảo bối ở đây. Rồi truy cập vào Christy.vn, đăng nhập và nhập mã này vào. Sau khi nhập mã này vào nha, sẽ tích được điểm để đổi bảo bối đấy. Này, 12 điểm sẽ đổi được bình nước, 24 điểm là đổi được cả ba lô và hộp bút luôn. Còn phải cực kỳ may mắn, nhân phẩm tốt như tớ thì mới quay trúng hai siêu bảo bối. Đấy là máy tính vạn năng và xe đạp phát sáng. Dậy nhìn rực rỡ chưa? Sao chúng mày còn ngồi ở đây nữa? Đi thôi. Đi đâu hả chị? Giải cứu chị Yến.